Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị và các bạn đã biết, Puler, một trong những thương hiệu rất là lớn trên thế giới, và Quang Minh Audio đã khai thác được cái dòng sản phẩm của Puler, những dòng củ loa rời của Puler, rất nhiều mã sản phẩm khác nhau, bát của Puler, bát 20, 25, 30, những quả loa trung, loa mid này, loa mid với cũng rất là nhiều mã, và đi kèm đó là cái dòng loa chép. Loa chép là một trong những dòng loa của củ loa của Pioneer mà Quang Minh Euro khai thác cũng rất thành công. Và trong các sản phẩm đó là những dòng củ loa rời của loa chép của Pioneer, như là dòng loa chép đầu đạn màng titan, hoặc loa chép màng giấy, hoặc loa chép màng lụa. Đó, một cái sản phẩm hôm nay muốn giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn của anh em tham khảo là cái dòng loa chép màng titan của Pioneer. Dòng này thì anh em có thể phối ghép vào mọi dàn âm thanh, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Thiết kế cái dòng này cũng vô cùng tinh tế. Đấy, một cái mặt tròn như này anh em. Đấy, thiết kế mặt tròn này có thể là phối ghép vào mọi dàn âm thanh hoặc là thay thế vào những dòng loa cũ hỏng kém chất lượng. Đấy, ngoài ra những cặp loa của anh em mà chỉ cần không cần không thay thế mà chỉ cần phối ghép thêm mà bổ sung giải cao thì anh em có thể tham khảo những cặp mà được Quang Minh Euro tích hợp đầy đủ phân tần và chân mạch phân tần và chân như này để ghép thêm ở ngoài. Ở những cặp này thì anh em có thể đấu trực tiếp vào âm ly hoặc sau cầu loa chính song song với loa chính đều được, sẽ hầu như sẽ không bị ảnh hưởng gì đến công suất cũng như trở kháng của dàn âm thanh của anh em. Đó, cái dòng loa siêu chép của Pioneer. Đó, có nhiều anh em cũng liên hệ với Quang Minh Euro muốn ghép thêm dòng loa chép ngoài này nhưng lại sợ ảnh hưởng đến trở kháng cũng như công suất, và Quang Minh Euro ghép cho rất nhiều dàn âm thanh, kể cả những cái dàn mini đều chơi đều được, đảm bảo anh em, khẳng định anh em sẽ không ảnh hưởng gì đến, hầu như sẽ không ảnh hưởng gì đến trở kháng cũng như công suất. Thì mà anh em tham khảo những cặp củ rời như này, hước củ rời để anh em có thể về độ chế này, nhất là anh em DIY đóng thùng có thể tham khảo, và anh em nào mà những con chép của anh em mà cũ hỏng kém chất lượng, anh em mà muốn thay thế thì anh em cũng có thể tham khảo những cặp củ rời như này, những con củ rời này về để thay thế. Đó, model sản phẩm này là P8801, đấy, Puler P8801 số series này. Con này trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 91 decibel và công suất tối đa cho mỗi một củ loa này là 100W anh em nhá. Công suất 100W là công suất là con loa này chịu đựng được 100W chứ không phải là công suất nó lúc nào 100W. Đó, để anh em hiểu. Và mặt đằng trước đây anh em, mặt đằng trước bằng được là bằng một cái vật liệu rất đặc biệt, một cái hợp kim nguyên khối này rất là sáng bóng này, và có những cái điểm nhấn này tô điểm thêm cho cái con loa chép của anh em. Đấy, tô điểm này rất là đẹp mắt, tinh tế sang trọng. Và phía trong này là họng kèn anh em nhé, đầu đạn màng titan, chất âm thì cực kỳ là hay rồi. Và cái đường kính có ba con lỗ bắt ốc này anh em nhé, và cái đường kính vành này là 10 phân, đường kính vành là 10 phân để anh em có thể tham khảo. Và củ đây anh em, củ này đường kính là 7,5 phân, chưa kể hai tay đấu này, 7,58 phân chưa kể hai tay đấu. Anh em nào độ chế thì về có thể khoét thùng sao cho nó phù hợp, hoặc là anh em thay thế để tham khảo xem cái đường kính vành ngoài 10 phân và cái lỗ của cái thùng loa của anh em xem có lắp vừa không, hoặc là phải độ chế thêm anh em. Củ rất là lớn anh em nha, loa siêu chép của Puler P8801 cho chất âm cũng rất là hay anh em, để ghép được mọi dàn âm ly và loa khác nhau đều được, chơi khẳng định anh em đều được, đảm bảo cho anh em chất lượng. Đó, đây là những cặp củ rời để anh em về độ chế thay thế. Ngoài ra những cái con loa của anh em mà cái tính kép nó chỉ yếu ấy, nó kém một chút, anh em chỉ muốn là bổ sung thôi, là không muốn thay thế độ chế, hoặc là cái kích thước của con này sẽ không phù hợp để anh em thay thế, anh em có thể tham khảo những cái cặp mà đã được Quang Minh Euro tích hợp đầy đủ mạch phân tần chuyên chép này, mạch phân tần chuyên chép này, có những clip giới thiệu chi tiết cho anh em rồi. Đó, dây sẵn này, sẵn dây đấu này, để chờ dây đấu này, anh em về tháo ra đấu trực tiếp vào âm đi hoặc sau cầu loa chính song song với loa chính đều được anh em nhé. Có dây đấu sẵn này cho anh em, đã có phối ghép vào mọi dàn âm thanh, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, cải thiện chất âm cho mọi dàn âm thanh, ghép mọi dòng loa khác nhau. Và kính mời quý vị và các bạn cùng với Quang Minh cùng thưởng thức chất âm của cái dòng loa siêu chép Puler P8801, một cặp đây tôi đang đấu trực tiếp vào âm đi phía sau, cùng test nhạc cho anh em cùng tham khảo nhé.
Quý vị và các bạn vừa được thưởng thức chất âm của cái dòng loa siêu chép của Pure P8801. Cái dòng này anh em có thể phối ghép vào mọi dàn âm thanh, mọi âm ly khác nhau, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke đều được. Và một cặp đầy đủ mạch phân tần và chân như này để cho anh em về ghép thêm ở ngoài này. Một cặp đầy đủ mạch phân tần và chân đầy đủ dây đấu này cho anh em chỉ có 600.000 một cặp. Đó, anh em nhá, chỉ 600.000 một cặp. Và anh em nào mà cần những cặp cũ rời này về độ chế thay thế thì có thể liên hệ với Quang Minh Audio theo số điện thoại tôi để trên màn hình 0944737321. Đó, và anh em nào ở Sài Gòn có thể qua cửa hàng trong quận 7, Hà Nội, quận Đống Đa hoặc quận Hoàng Mai. Đó, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Quang Minh Audio. Quang Minh Audio xin phép dừng video tại đây. Quý vị các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ Quang Minh Audio. Một lần nữa xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn của anh em trong những video clip kế tiếp.